Quý vị đang xem chương trình trên kênh tin tức tổng hợp Việt News. Kính chúc quý vị sức khỏe bình an và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Sau đây xin mời quý vị theo dõi những nội dung chính trong bản tin của ngày hôm nay. Nóng, vụ ông Vương Đình Huệ từ chức dưới góc nhìn của quốc tế. Kính thưa quý vị, vụ việc ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thôi chức một lần nữa cho thấy những xáo trộn ở thượng tầng chính trị của Việt Nam hiện nay. Nhiều chuyên gia và báo chí quốc tế đã lại đặt lên câu hỏi về tính ổn định chính trị của Việt Nam hiện nay là rất lớn. Tính bất ổn chính trị lại một lần nữa là cụm từ được nhiều tờ báo quốc tế sử dụng khi nói về chính trị ở Việt Nam. Chiến dịch chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đang bị đặt một dấu chấm hỏi lớn. Nhìn vào tình hình chính trị của Việt Nam hiện nay, ông giáo sư Kattheer, nhà nghiên cứu chính trị của Việt Nam và ban giao quốc tế nhận định với phóng viên báo chí cho rằng các nhà đầu tư nước ngoài sẽ cảm thấy lo lắng mỗi ngày khi đến đầu tư tại Việt Nam. Tờ New York Times thì có đánh giá tương tự cho rằng việc ông Vương Đình Huệ thôi chức sẽ gây ra lo lắng cho các nhà đầu tư của nước ngoài vừa tới Việt Nam trong vài năm trở lại đây. Hơn thế nữa, trong khi đó thì Bloomberg cho rằng những chuyển biến gần đây đã không ảnh hưởng nhiều đến triển vọng kinh tế của Việt Nam hay thay đổi các chính sách của chính phủ, vì từ trước đến giờ nó vẫn như vậy. Ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ xin thôi chức vào ngày 26 tháng 4 vừa qua, vài ngày sau khi ông trợ lý của ông, tức là ông Phạm Thái Hà bị bắt, và chỉ hơn một tháng sau khi ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bị miễn nhiệm tất cả các chức vụ. Trong thông báo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về trường hợp của ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, những cụm từ quen thuộc lại xuất hiện đi, xuất hiện lại nhiều lần như chịu trách nhiệm người đứng đầu và vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Trong khi đó thì xáo trộn chính trị nó lại chưa từng có trong đất nước Việt Nam. Tính từ tháng 12 năm 2022 cho đến nay, đã có hai chủ tịch nước, hai phó thủ tướng, một trưởng ban kinh tế trung ương và bây giờ là một chủ tịch quốc hội, tức là ông Vương Đình Huệ phải thôi tất cả các chức vụ. Tức là đã có 6 lãnh đạo cấp cao, trong đó có 5 ủy viên bộ chính trị thôi chức chỉ trong vòng vỏn vẹn 17 tháng. Đánh giá về sự việc này với phóng viên báo chí, ông giáo sư Abuja từ trường National War College ở Đại học National Defense của Mỹ đã nhận định rằng Việt Nam đang ở trong một thời kỳ xáo trộn chính trị chưa từng có. Trong 30 năm theo dõi chính trị của Việt Nam, tôi chưa từng thấy thời kỳ nào mà đấu đá nội bộ lại mạnh như vậy và quy mô rộng khắp như thế này. Tôi chưa từng thấy nhiều người bị xử lý đến như vậy, ông giáo sư Abuja này đã nói. Hôm ngày 26 tháng 4, sau khi có thông tin ông Vương Đình Huệ từ chức, AP News đã có bài viết về sự kiện này. Trong bài viết thì ông tiến sĩ Nguyễn Khắc Giang, nghiên cứu viên khách mời thuộc Viện Singapore, nhận định việc ông Huệ từ chức cho thấy rõ sự bất ổn cực độ trong môi trường chính trị và thường tự hào ổn định của nó từ trước đến giờ trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Giang cho rằng sự ra đi của ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ khiến cho cuộc khủng hoảng kế nhiệm ở Việt Nam ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Tương tự, tờ New York Times viết rằng việc ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từ chức rất có thể sẽ gây thêm nhiều lo lắng cho các quan chức ở Việt Nam về một cuộc đấu đá quyền lực ngày càng gay gắt trước cuộc chuyển giao lãnh đạo sắp tới vào năm 2026 tới đây. Tháng 1 năm 2026, Đại hội Đảng lần thứ 14 sẽ diễn ra. Hiện nay, công tác nhân sự cho khóa tới đang được triển khai một cách ráo riết. Vẫn còn nhiều thời gian cho cuộc cạnh tranh đấu đá nội bộ với nhau và còn nhiều việc đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn, ông giáo sư Abuja đã nói khi nhắc tới thời điểm diễn ra Đại hội 14 tới đây. Trong khi đó thì công cuộc xây dựng đảng vẫn đang chịu nhiều sự thất bại. Theo hãng tin Reuters, các nhà ngoại giao, quan chức, giới quan sát cho rằng những cuộc cải tổ nhân sự mạnh mẽ tại Việt Nam hiện nay đang nằm trong sự nỗ lực chuẩn bị người kế nhiệm vị lãnh đạo già nua, tức là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đánh giá về tình hình hiện tại, ông giáo sư Kattheer cho rằng công cuộc xây dựng đảng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thất bại hoàn toàn. Rõ ràng là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không thể chọn được người kế nhiệm khi mà các bè phái đang đấu đá với nhau một cách kịch liệt như vậy. Ông Huệ đáng lẽ ra có thể giữ chức vì phe của ông ấy sẽ bảo vệ cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông này đã nói như vậy. Một số nhà quan sát chính trị từng đánh giá với phóng viên báo chí cho rằng
Ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ là hai ứng cử viên sáng giá kế nhiệm cho chiếc ghế Tổng Bí thư. Trong khi đó, ý định của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là xây dựng cất nhắc cho ông Vương Đình Huệ lên thay thế mình. Rồi sau khi ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nắm chiếc ghế Tổng Bí thư về vườn thì sẽ tiếp tục kế nhiệm đến ông Võ Văn Thưởng, vì ông Võ Văn Thưởng thuộc đội ngũ cán bộ trẻ. Theo ông giáo sư Thách Thay ơi cho rằng, ông Trọng hiện tại không còn nhiều sức ảnh hưởng và sẽ nghỉ hưu vào nhiệm kỳ tới đây. Trong ngày 23 tháng 3, sau khi ông Võ Văn Thưởng bị miễn nhiệm, BBC đã có cuộc trò chuyện với ông giáo sư Thách Thay ơi. Trong khi đó thì ông này nhận định cho rằng, việc ông Võ Văn Thưởng bị miễn nhiệm một lần nữa cho thấy sự không hiệu quả của công tác xây dựng đảng qua 3 nhiệm kỳ của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sẽ rất khó giải thích về số lượng ủy viên của Bộ Chính trị giảm từ 18 xuống còn 14 trong vòng 2 năm như vậy. Bởi vậy, người lãnh đạo cấp cao nhất sẽ phải chịu một phần trách nhiệm về vụ việc này. Ông này đã nói, giờ đây, với sự ra đi của ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, số lượng ủy viên của Bộ Chính trị chỉ còn lại có 13 người. Nhiều người có thể bất ngờ với sự ra đi của ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ này. Hồi tháng 10 năm 2023, ông Vương Đình Huệ từng đạt mức phiếu tín nhiệm cao thứ nhì trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu phê chuẩn. Cụ thể, ông Vương Đình Huệ giữ 437 phiếu tín nhiệm cao, tức là gần 90,04%, cao hơn nhiều so với 373 phiếu, tức là khoảng 77% của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, và 329 phiếu, tức là khoảng 68% của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Số phiếu tín nhiệm cao của ông Vương Đình Huệ này chỉ đứng sau ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang là 93,14%. Trong khi đó thì ở Việt Nam hiện nay, bộ máy công an đang dần thâu tóm tất cả mọi quyền lực. Theo quy định 214 QĐTW năm 2020 của Bộ Chính trị, ông Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là một trong số ít các thành viên của Bộ Chính trị đủ tiêu chuẩn để nắm giữ chức vụ trong tứ trụ. Đánh giá về ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, ông giáo sư Abuja cho rằng vị Bộ trưởng Công an này đang lợi dụng chiến dịch chống tham nhũng để biến nó thành vũ khí lần lượt hạ bệ các đối thủ của chính mình. Đối với ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công, và rõ ràng là ông ấy đã tham gia vào chiến dịch đốt lò của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mượn chiến dịch đốt lò của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để triệt hạ tất cả những phe cánh mà không cùng với ông. Ông ta đã hạ gục tất cả, hầu hết các nhà lãnh đạo này đến lãnh đạo khác, hết doanh nhân này đến doanh nhân khác nối tiếp nhau, và ông ta thật sự đang ở một vị trí bất khả xâm phạm, ông giáo sư Abuja đã nói với phóng viên báo chí. Về vấn đề này, ông David Hurt, một nhà nghiên cứu từ Viện Trung Âu về nghiên cứu châu Á, đã nhận định với phóng viên BBC ngày 26 tháng 4 cho rằng công an đang dần nắm quyền, và đây không phải là một điều tốt đẹp cho người dân trong đất nước Việt Nam. Cộng đồng doanh nghiệp và sự kiềm chế lẫn nhau trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng giống như vậy. Quan ngại của tôi về những gì sẽ diễn ra sau đại hội đảng năm 2026. Nếu các cuộc thanh trừng vẫn còn tiếp diễn, chính những người có thể leo lên đỉnh cao của quyền lực như ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lại tự thân chẳng hề trong sạch gì. Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế, chỉ số nhận thức tham nhũng của Việt Nam năm 2023 là 41/100 và xếp hạng 83/180 quốc gia. Trong khi đó, thì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn đốt lò và nỗ lực vô vọng trong cái sự chống tham nhũng của ông. Chiến dịch đốt lò là chương trình hành động trọng tâm của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, với cơ chế độc đảng, với việc Đảng Cộng sản Việt Nam không chịu sự giám sát, không có trách nhiệm giải trình, với một quy trình tuyển chọn nhân sự thiếu minh bạch và chỉ tập trung trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều chuyên gia cho rằng chiến dịch đốt lò hay những lời kêu gọi kiểu quan chức chống tham nhũng phải biết tự xấu hổ của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là đang rơi vào vô vọng. Tức là những vụ bắt giữ, những chiến dịch hạ bệ, những lời đe dọa, những lời kêu gọi không thể nào giúp đi khắc phục được những lỗi mang tính hệ thống, nó lỗi thuộc về thiết kế của hệ thống được. Nhận định về tương lai của chiến dịch chống tham nhũng thì ông David Hurt đã đặt ra vấn đề cho rằng liệu chiến dịch đốt lò có khiến cho Đảng Cộng sản Việt Nam sụp đổ hay không? Liệu ném một con chuột nó có làm cho chiếc bình này bị vỡ hay không? Hay liệu rằng chiến dịch chống tham nhũng này nó sẽ chững lại và khiến cho nhiều quan chức tham nhũng thoát tội nhiều hơn? Ông giáo sư Carter thì nói rằng sẽ có hai phe hình thành. Một phe là do ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ủng hộ cho chiến dịch đốt lò, và một phe muốn chiến dịch này giảm bớt quy mô và sự quyết liệt của nó.
Cũng theo ông giáo sư Carter, mục tiêu chiến dịch đốt lò không còn chỉ là loại bỏ nạn tham nhũng, mà còn để tìm ra những người ngồi vào chiếc ghế tổng bí thư trong thời gian tới đây. Hiện tại, những ủy viên của Bộ Chính trị chỉ cần có những ý nghĩ muốn trở thành tổng bí thư thì sẽ ngay lập tức bị đưa vào tầm ngắm và xem xét đánh giá tiêu chuẩn ngay. Và khi đó, việc điều tra sẽ không bị giới hạn bởi bất kỳ quy chế nào, và ông Bộ trưởng Bộ Công an chính là người ra tay thực hiện cho vấn đề đó. Và liên quan đến những vấn đề này, những người làm chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong những bản tin của những ngày tiếp theo. Quý vị đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mà những người làm chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong bản tin lần tới.